Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài kết thúc tin mừng theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ tội chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày 12 tháng 4 năm 1961, phi hành gia không gian đầu tiên của Liên bang Xô Viết là ông Yuri Alexeyevich Gagarin đã rời căn cứ Baikonur, bay ra khỏi cái tầm khí quyển của trái đất trên một cái con tàu vũ trụ có tên là Vostok đệ nhất và đã trở về bình an. Đứng trước cái thành công rực rỡ của khoa học này, bà Jeannette Vermette, người Pháp, đã viết: hôm nay là lễ lên trời, nhưng không phải là lễ lên trời của một con người giả tưởng bày đặt lên trời một cách kỳ lạ, nhưng đây là một con người bằng xương bằng thịt, một chàng trai thanh niên 27 tuổi đã lên cao hơn trời. Chàng tên là Gagarin. Và trong dịp đó có một viện sĩ hàn lâm người Nga cũng đã viết: có một điều mà những thiết bị tối tân của con tàu vũ trụ không ghi nhận được, đó là bất cứ một dấu hiệu nào về sự hiện diện của một vị Thiên Chúa và cái đạo binh của Ngài ở trên trời. Sau đó thì ông ta viết tiếp: Công giáo đã dạy là chỉ có người tín hữu mới lên trời và chỉ lên trời sau khi chết. Nhưng thực sự là người đồng thời của chúng ta đã lên trời, và người đó là người vô thần, đến từ một thế giới vô thần, từ Liên bang Xô Viết. Nhưng có phải là cái chàng thanh niên 27 tuổi tên là Gagarin đó đã lên trời thực sự hay không? Thực ra anh ta chỉ bay vào quỹ đạo của không gian, chứ đâu phải là lên trời thực sự. Cái vũ trụ này cho dầu cao mấy, xa mấy đi nữa, cũng vẫn chỉ là thế giới vật chất, chưa phải là trời theo nghĩa thần học. Trời theo nghĩa thần học đó là thế giới thần linh, thế giới của Thiên Chúa, thế giới hạnh phúc, thế giới của những con người được cứu độ. Và thế giới Thiên Chúa đó đã bắt đầu với Đức Giêsu Kitô ngay trên trần gian này. Như Ngài đã nói, nước trời đang ở giữa anh em. Vì vậy hôm nay, trong ngày lễ Thanh Thiên này, sau khi nghe những đoạn thánh kinh, chúng ta cùng nhau thể rút ra hai điểm để suy nghĩ. Điểm thứ nhất, Đức Giêsu về trời không có nghĩa là Ngài lìa xa chúng ta, không có nghĩa là Ngài bỏ rơi chúng ta, mà trái lại, Ngài vẫn ở với chúng ta trong một cách thức khác, sâu xa hơn, huyền diệm hơn và rộng khắp hơn. Trong cái bài đọc thứ nhất, cái sách Tông Phụ Tông Đồ, Thánh Luca đã mô tả
là khi Chúa Giêsu lên trời có một cái áng mây che khuất Ngài. Theo ngôn ngữ của Thánh Kinh thì áng mây là biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, nhưng là một sự hiện diện mầu nhiệm, mắt trần không thể nhìn thấy được. Như vậy khi Chúa Giêsu lên trời có một áng mây che khuất, tức nghĩa là Ngài đã đi vào trong thế giới huyền nhiệm của Thiên Chúa, nhưng Ngài không lìa xa chúng ta, Ngài vẫn ở với chúng ta, nhưng một cách thức khác mà mắt trần không có thể nhìn thấy. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt đức tin, và phúc cho những ai không thấy mà tin. Ngày hôm nay người ta có thể nói là đang cảm nghiệm một sự vắng bóng của Thiên Chúa trên trần gian này, bởi vì đi đâu người ta cũng thấy những công trình do con người tạo ra, do văn minh khoa học tạo nên, và người ta có một cái ảo tưởng cho rằng mình đã đẩy lùi Thiên Chúa vào trong bóng tối của dĩ vãng. Và điều này đã đem lại cho các kỳ tử của chúng ta một sự khủng hoảng về đức tin, không thấy Thiên Chúa đâu cả. Tuy nhiên, có chắc gì sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Thiên Chúa làm cho người ta nhận ra Ngài? Vào thời Đức Giê-xu đã có biết bao nhiêu người đã nhìn thấy Ngài, đã đụng chạm đến Ngài, đã cùng ăn cùng uống với Ngài, đã nghe Ngài giảng dạy trên các công trường. Nhưng mà thử hỏi, đã có mấy ai nhận ra Đức Giê-xu là Thiên Chúa? Có một con người trong cuộc đời của mình chưa hề tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-xu, đó là Thánh Phao-lô. Nhưng Ngài đã cảm nghiệm được cái sự hiện diện của Đức Giê-xu ngay cả trong bản thân của mình, đến đoạn Ngài nói là Đức Kitô sống trong tôi. Các môn đệ của Chúa Giê-xu trong suốt 3 năm sống với Ngài, rất gần gũi với Ngài, nhưng mà đã đâu có nhận ra Ngài là Thiên Chúa. Vì thế khi cuộc khổ nạn của Ngài xảy ra, tất cả đều bỏ trốn. Thế mà sau đó khi Chúa Giêsu lên trời rồi, đã vắng bóng Ngài bằng xương bằng thịt rồi, thì các ông sẵn sàng lên đường, đem cả mạng sống mình ra làm chứng cho sự hiện diện và sự phục sinh của Ngài. Như vậy thì đâu có nhất thiết là phải có sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay Ngài hiện diện một cách vô hình, nhờ việc Ngài về trời mà có thể hiện diện với chúng ta trong khắp mọi nơi, và ngay cả trong tâm hồn chúng ta. Ngài hiện diện với chúng ta ngay cả những lúc chúng ta đau khổ. Đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải xác tín. Nhờ đó chúng ta sẽ vượt qua được những sự khó khăn gian khổ mà chúng ta gặp thấy trong cuộc đời của mình. Ý nghĩa thứ hai mà chúng ta có thể rút ra từ những đoạn thánh kinh hôm nay, đó là con đường về trời cũng chính là con đường cuộc đời. Cuộc đời trần thế của Chúa Giê-xu có thể nói là được đóng khung bởi hai biến cố, đó là Giáng sinh và Thăng Thiên. Đức Kitô đã từ trời xuống trần gian trong biến cố Giáng sinh, để rồi từ trần gian Ngài trở về trời trong biến cố Thăng Thiên. Và đó cũng chính là cái con đường của người Kitô hữu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều từ Thiên Chúa mà đến, và rồi chúng ta sẽ từ trần gian trở về với Thiên Chúa. Cái địa chỉ mà chúng ta sẽ trở về đã biết rõ, đó là nhà Cha. Như Chúa Giêsu đã nói, các con đường sao xuyến, hãy tin vào Thầy, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi trước dọn chỗ cho anh em, khi đã dọn chỗ xong Thầy sẽ đến và rước anh em về với Thầy. Như vậy chúng ta đã biết địa chỉ cuộc đời chúng ta sẽ đi đến đâu. Giờ cái điều quan trọng là chúng ta phải xác tín là cái lộ trình từ đây cho đến trời phải được vạch ra xuyên qua cuộc đời chúng ta đang sống. Chúng ta đang đi trên đất này, nhưng mà lòng trí chúng ta hướng về trời, con mắt chúng ta hướng về trời. Tuy nhiên mặc dầu con mắt chúng ta hướng về trời, chân chúng ta vẫn bám trên mặt đất, vẫn bám trên những vấn đề của cuộc sống, không bỏ bao nhiêu bốn phần của trần gian. Chúa Giê-xu trước khi về trời, Ngài đã chu toàn tất cả những trách nhiệm mà Cha Ngài đã giao trên trần gian này. Ngài giống như hạt lúa mì được vùi sâu xuống lòng đất, để từ đó mọc lên thành cây lúa. Và sau khi chu toàn những bốn phần trên trần gian này, thì Ngài được cất nhắc lên trời. Nhưng Ngài lên trời cũng có nghĩa là Ngài lên trời để rồi từ đó
Ngài tiếp tục cái chương trình cứu độ mà Ngài đã hoàn tất qua cuộc khổ nạn và phục sinh. Các tông đồ chưa hiểu được điều đó, cho nên theo cái lời kể lại của Thánh Luca trong bài đọc thứ nhất, Ngài cứ đứng giáng mắt lên trời, chăm chăm nhìn trời. Đến độ có hai thiên thần mặc áo trắng đã hiện ra và nói: "Này những người Galilê, tại sao các ông còn cứ đứng chăm chăm nhìn trời? Đức Kitô hôm nay về trời thế nào thì mai ngày Ngài cũng sẽ trở lại như thế." Lời nhắc nhở đó có nghĩa là giờ đây là cái thời điểm mà Chúa muốn chúng ta ra đi lên đường để làm cho thế giới này mang bộ mặt của Đức Kitô, chuẩn bị cho cái ngày Ngài đến trong tương lai, trong ngày cuối cùng. Vì vậy trước khi về trời, Chúa đã nói: "Anh em hãy ra đi khắp tứ phương thiên hà, hãy rao giảng tin mừng, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần." Đây chưa phải là cái lúc chúng ta hưởng hạnh phúc nước trời, bởi vì chúng ta còn được sai đi vào giữa cuộc đời để chúng ta loan báo tin mừng của Chúa cho mọi anh em. Cũng như Đức Kitô đã trải qua cuộc đời trần thế và giờ đây được lên trời thế nào, thì mỗi người chúng ta là những kẻ bước theo Người cũng phải trải qua cuộc đời trần thế, cũng phải chu toàn nhiệm vụ của mình mới hy vọng sau này chúng ta được về trời với Chúa. Ngày hôm nay ước gì lễ Chúa Giêsu lên trời không làm cho chúng ta rời mắt khỏi những cuộc đời, khỏi những cái bổn phận chúng ta đang có, mà trái lại chúng ta cố gắng chu toàn tất cả bổn phận đó một cách tốt hơn. Đức Kitô ngày hôm nay đang mượn con tim của chúng ta để yêu thương tất cả mọi người. Ngài đang mượn đôi tay chúng ta để băng bó những vết thương của những người đau khổ. Ngài đang mượn đôi chân của chúng ta để ra đi rao giảng tin mừng nước trời cho tất cả mọi người. Đó chính là cái điều mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay nhận được từ cái sứ điệp lễ Chúa Thanh Thiên. Ước gì lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay sẽ không có làm cho chúng ta bỏ quên những bốn phần trần thế, bởi vì mặc dầu Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài trong cái biến cố Đức Kitô chịu chết và sống lại, nhưng mà cái việc Chúa Giêsu lên trời vẫn không tác cạn cái nội dung của lời hứa đó, mà trái lại đã triển tống chúng ta vào giữa lòng thế giới. Xin Chúa tiếp tục hỗ trợ chúng ta, như Ngài đã nói: "Thầy sẽ cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Và một cách rõ ràng, vỡ bí tánh thể chúng ta sắp sửa cử hành, Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng ta và Ngài nâng đỡ cuộc đời của chúng ta, cũng như Ngài sai chúng ta đi khi mà thánh lễ kết thúc. Chủ tế nói: "Thánh lễ đã hết, anh chị em hãy ra về, không phải ra về để nghỉ ngơi, nhưng mà hãy lên đường rao giảng tin mừng, hãy đưa những gì mình nhận được từ trong thánh lễ để truyền đạt lại cho những người anh chị em khác. Đó là lời Chúa mà mình đã nghe, đó là ơn Chúa mà mình đã nhận được từ trong thánh lễ này." Kính chúc toàn thể cộng đoàn chúng ta cùng hưởng được một niềm vui của ngày lễ Giáng sinh, của ngày lễ Thánh Thiên, và đồng thời trở thành những người tông đồ thực sự cho Chúa trong cuộc sống hiện tại này.